giữa đời cuồng quay. Người yêu hỡi, đời em đó là cánh hoa tình trao người, dẫu cay đắng không bao giờ nhạt phai. Nếu mai này sẽ mất nhau, lời cuối em trao gắng người, mãi mãi vẹn nguyên tình lòng tựa sắc hoa. Rõ ràng là con thấy chị Liễu xô với Nhi té, chắc là chỉ ganh tị. Sao lại có người nhỏ nhen đến như vậy, ganh tị với cả một con bé tàn tật. Tội nghiệp thằng hai gặp phải con vợ như vậy. Bác phải nhờ đến con nhiều. Từ nay á, để ý đến bé Nhi nhiều hơn, đừng cho con Liễu lại gần con bé. Dạ, nhưng con không có quyền cản trở anh Khiêm, tại vì hình như anh yêu chị lắm. Nó đang mờ mắt, coi vợ hơn má. Con cứ làm theo lời bác đi. Con á, đừng có lại gần con Liễu nha. Con nói cái gì má không hiểu? Dạ, Yến Nhi nói á là cũng không thích chị Liễu đâu, bác đừng lo. Kể từ nay trở đi á, con sẽ chăm sóc Yến Nhi kỹ hơn, không để ai làm hại em đâu. Cảm ơn con nhiều. Má lên lầu chút má xuống với con nha. Từ nay trở đi á, mà em không có tin chị ha, em còn nói chuyện với là chị Liễu hả, là chị giận em luôn. Mày mày đổ kiểu gì vậy hả? Chật nứt à. Trời ơi, bực mình quá đi. Mày vậy sao tao mặc được? Em thấy có sao đâu, đẹp lắm mà. Chắc tại chị mập nên hay sao đó. Mày đi sửa liền cho tao đi, tao cần mặc ngay bây giờ đó. Em sửa không có đẹp đâu, chị lấy bộ khác đi. Sao mày bắt tao mặc toàn đồ cũ không vậy Lành? Mắc cỡ thấy mồ à. Em thấy có sao đâu, nói là đồ cũ mà chị bận mới có một lần à. Tao cần mặc ngay bộ này, nghe chưa? Đi sửa cho tao đi.
Được rồi, nhưng em phải mang ra tiệm ngoài đầu hẻm á, chắc không có kịp đâu. Thôi, nếu như mà không kịp á, tao đành mặc bộ khác vậy. Mày đi chuẩn bị giày cho tao đi. Chị lấy đôi nào? Trời ơi, cái con ngu này mày thấy cái váy màu gì không? À, cái váy màu này màu xanh. Em lấy đôi màu đỏ nha. Cái con điên kia, mày điên á thì điên một mình mày đi, đừng có biến tao điên giống như mày nghe chưa. Không hiểu sao mà mẹ để nó lại ở đây làm gì nữa. Có việc chọn màu mà cũng không xong nữa thì còn làm được việc gì nữa hả? Tại em thấy mấy người biểu diễn thời trang họ vẫn thường mặc như vậy mà. Mày dám dạy đời tao hả lành? Không biết mày để con Na đi làm gì, giữ cái con này lại không có thể nào chấp nhận được nó à. Nếu chị muốn giữ ý thì chị tự làm lấy đi. Ơ, à, cái con này mày ăn nói vậy với tao hả? Tao đuổi cổ mày ra khỏi nhà bây giờ đó nghe chưa. Chị đuổi thì em nghĩ chứ sao. Em muốn ra khỏi nhà này lâu lắm rồi á. Làm việc thì như trâu, mà lương thì có mấy đồng bạc à. Thử coi không có con lành này á, mày kiếm được ai mày, mày dám hả? Chị đánh đi, chị đánh đi. Đuổi thì tôi nghĩ, tôi ghét chị lắm á, chị có biết không hả? Ôi mẹ ơi, mẹ ơi, con lành nó giết con. Mẹ ơi, cứu con với. Nè nè, cái gì vậy hả? Bà chủ sẽ đuổi con không? Bà đuổi con ngay đi, con không muốn ở trong căn nhà này nữa đâu. Bà dám hả? Thôi, đi xuống dưới, còn chút nữa xuống dưới rồi giải quyết. Đi, đi, đi xuống đi. Mẹ đuổi nó đi đi. Nó lúc nào cũng làm hư chuyện hết á. Mẹ mà để nó trong nhà, có ngày nó giết mẹ giết con luôn á. Đuổi nó đi đi mẹ. Đuổi rồi ai làm hả? Thì mình mướn người khác. Tiền đâu mướn? Cái con này nó khùng khùng điên điên, nó không có để ý gì tới chuyện tiền bạc á. Ở trong nhà bao nhiêu năm mà nó có ăn cắp cái thứ gì đâu. Mẹ để con coi mẹ. Cái gì vậy con? Con hả? Coi á, nếu mà là đồ thiệt á, con mang đi bán. Chỗ này bán cũng được bạc triệu á, con lấy tiền thuê người khác đuổi cái con này cũng bực mình nó lắm rồi. Thôi con ơi, nếu mà không túng quẫn mẹ không có làm cái chuyện này mà cũng để cho con đi bán đâu. Con kỳ quá nè. Cái đồ nữ trang này là của con, nhưng mà con không có được phép giữ. Đồ nữ trang của con mà con được phép giữ á thì ai giữ chứ? Mệt mày quá rồi nha. Con này gì vậy? Đi, đi ra. Đi. Làm đừng có bỏ đi mà, rồi bà sẽ tăng lương cho. Trời ơi con Na, nó mà biết con làm gì á, nó buồn lắm á. Na nó không có ở đây mà giờ con còn đi nữa, giờ bà biết làm sao giờ. Trời ơi tao nói thiệt nha, con Na nó gửi mày cho tao rồi mà bây giờ mày bỏ mày đi vậy, tao biết nói thì sao hả con? Thí dụ bà làm ngơ cho con thì cũng được, bà tìm người về giúp việc rồi bà cho con xuống miền Tây ở với con Na có thể được, nhưng mà cái cách của con vậy chắc là bà nghĩ lại quá. Bà chủ nói thiệt hả? Bà cho con xuống ở với em Na thiệt hả? Thiệt mà. À, bà chủ, bà chủ, con không đi nữa đâu, nhưng bà chủ cho con ở lại, cho con xuống em Na nha. Chắc chắn. Nói một là một, hai là hai. Ở lại nhà phải không? Dạ. Rồi bây giờ đi chợ đi. Dạ. Làm công chuyện nhà. Dạ. Tưới cây làm vườn. Dạ con làm đi. Quần áo dơ mùn mền rồi soạn ra giặt hết. Dạ. Làm chuyện nhà đi nghe nha. Dạ. Trời, sao mình dễ bị dụ quá vậy? Na ơi là Na. Dù biết rằng bà chủ gạt nhưng chị vẫn thích ở với em hơn. Na, em sao rồi? Chắc chắn là ở đó vui hơn ở cái nhà này, phải không? Mong rằng một ngày nào đó chị sẽ thoát khỏi căn nhà của hai mẹ con bà phù thủy này. Na, cầu nguyện cho chị nha. À quên nữa, thằng Quốc á, nó cứ theo năn nỉ chị xin địa chỉ nhà của em. Chị chỉ cho số điện thoại thôi. À, nó có gọi làm phiền em không? Thôi nha, em cúp máy nha. Sao em lại ở đây một mình? Chị Đào đâu? Má hết giận chị chưa? Chị cảm ơn em nhiều lắm. Nếu chưa
Em đi kể cho má biết là không phải chị làm em bị té. Không sao đâu. Rồi sau này á, mọi người sẽ hiểu chị mà. Tay em còn đau không? Búp bê dễ thương quá vậy. Cho chị mượn nha. Chị thấy rồi, nó bị rách phải không? Áo cũ quá rồi nè. Để chị may cái áo mới cho em nha. Chị sẽ nói chị Lài á, mang kim chỉ ra đây ha. Dạ đây, mợ định làm gì vậy? Chị định may áo búp bê cho bé Nhi. Em ướm thử coi vừa chưa? Để chị may cho búp bê mấy cái nữa. Thôi, sao mở hay quá à. Áo người lớn gì cũng may được nữa đó. Để bữa nào rảnh chị may cho lại một cái. Em chịu không? Dạ, cảm ơn mợ. Không thể tin được. Đi đâu về vậy? Lại phụ lặt rau coi. Không thể tin được. Mày làm gì như người mất hồn vậy? Cứ lầm bầm hoài. Tại hồi nãy em thấy mợ làm chuyện kỳ lạ đó. Mợ phù phép cô hai hả? Còn khó hơn vậy nữa. Mợ may áo búp bê cho cô Nhi đó. Tưởng gì, có vậy không mà cũng gọi là lạ. Cắt giấy mà ai cũng cắt được. Không, không phải giấy. Mợ may áo búp bê bằng giấy vụn, đẹp lắm. Đẹp hơn áo con nít người ta bán ngoài chợ nữa kìa. Thiệt vậy hả? Không tin thì đi mà hỏi cô Nhi. Ba mặt một lời. Mợ còn nói là sẽ may áo cho em nữa đó. Em không hiểu tại sao cô Đào lại nói mợ là người vô tích sự. Vậy mà mợ lại nấu ăn được nè, còn may áo được nữa. Tao không tin, chỉ toàn để dốc. Bà chủ nói có người quen ở Sài Gòn nói lại là cái cô Liễu con của bà Kim nè, chỉ biết xe xua với xài tiền không mà chứ không biết làm gì hết á. Mọi người có thấy bé Nhi đâu không vậy? Bé Nhi đi đâu rồi không biết nữa. Nghe con Lài nói là nó ở với mợ mà. Cái gì? Đang ở với cô Liễu hả? Dạ, đang ở trên phòng khách đó. Mày để hai người ở với nhau sao được? Bé Nhi sẽ bị hại cho coi. Mấy người này thiệt tình á. Cái đám mà không ai phụ coi chừng gì hết á. Nhiệm vụ coi chừng bé Nhi đâu phải của tôi. Để rồi coi, bé Nhi mà có bị gì á, mấy người sẽ biết tay. Cô y tá này ngộ quá Năm ha, thấy có vẻ ghét mợ dữ lắm. Thì ai ở gần anh của cô Nhi mà bả không ghét. Em tô thử đi. Em giỏi quá à. Nhi, đi về phòng ngay. Sao vậy Đào? Còn hỏi nữa hả? Bà đã cấm không cho cô lại gần bé Nhi, sao cô cãi lời? Xin lỗi, tại tôi thấy Nhi buồn nên tôi muốn nói chuyện với Nhi cho Nhi vui. Nhiệm vụ chăm sóc Nhi là của tôi, cô đừng có xí vô. Nhi cũng vậy nữa, bị một lần rồi không sợ hả? Nếu lần này mà chị đến không kịp thì sao? Đi về phòng, đừng có như vậy nữa nghe không? Chị hả? Chị mét mẹ bây giờ đó. Thấy không, từ hồi con nhỏ đó tới mọi chuyện rối tung lên kìa. Còn nói chị xấu nữa hả? Chắc thương vẫn chưa lành nè. Nhi chưa sợ sao? Sao? Bây giờ Nhi còn đổ tội cho chị nữa hả? Tả mà tốt cái gì? Nhi đừng có nói với anh Kim mà. Không. Nhi à, Nhi, đừng mà, Nhi. Khoan, cậu hết tiền rồi, hôm nay nghỉ tại đây.
Thôi chơi nữa, chia bài cho mày. Được rồi. Xui quá đi được. Đi đâu giờ mới về? Biết mấy giờ rồi chưa? Buông nó đi, lục cái bài lục. Về cái nhà này bực mình. Bực cái gì? Chính anh đã lấy đồ trong nhà đi bán. Tại sao anh làm vậy hả? Anh biết là mẹ không thích anh mà. Tại sao anh còn làm cho mẹ gắt thêm? Tại tôi thiếu tiền. Cô nghĩ lại đi. Lúc tôi làm có tiền đó, cô với mẹ dành nhau mà lấy xài hết rồi. Bây giờ á. Thôi. Không cần phải kể công. Chuyện xưa rồi. Nhắc lại hoài, đâu làm được gì. Anh đến sòng bạc tính chỉ mất tiền mang nhà cho mẹ xài. Ai ngờ má thua hết trơn. Em nghĩ coi làm sao bây giờ chứ. Thôi, chuyện qua rồi, bỏ đi. Xã nè, chuyện có đơn giản vậy đâu. Anh mượn nợ người ta nữa đó. 10 triệu lắm đó em. Lần này em phải giúp anh nha. Cho anh mượn ta trước đi em. Cái gì? Tới 10 triệu thì ai mà có hả? Ôi vậy mới nói chứ. Tụi nó đang xã hội đen. Nếu mà mình không trả, nó giết anh đó. Em nợ vậy mày giết hả? Mà xã. Tự anh làm á thì ráng mà chịu đi. Lần này á thì không có tội nghiệp gì hết. Để rồi coi, nếu mà không có tiền trả tụi nó đến nó đòi nè. Tụi nó đến cái nhà này không chỉ mình tôi đâu, cả cô và mẹ của cô đó liệu hồn đi. Ủa, cái nhà này mang tiếng là có con rể là triệu phú mà không mang cái gì về được hả? Thì cũng có, nhưng toàn là nữ trang không à. Nữ trang? Sao tôi không nghe nhờ? Thì là nữ trang mà mẹ lén lấy từ nhà cậu Khiêm đó, là lễ vật hôm đám cưới con Na. Ôi, xem nói sớm nhanh biết. Em đưa cho anh đi, mẹ bán cho ta nợ được đó. Nhà này giàu quá em ha. Anh điên hả? Mẹ không có chịu đâu. Thì mình lấy cho được chứ sao em. Sợ quá nè. Em nghĩ coi, nếu mà mình không trả bọn nó đó, nó đến đây nó giết hai vợ chồng mình đó. Mang cái nữ trang nó bán đi, đem trả nợ. Phần dư còn lại anh sẽ đầu tư vô sòng bài. Anh tính kỹ lắm rồi. Lần này chắc chắn là mình sẽ thắng to đó. Có mấy chục triệu rồi, anh sẽ cho bà xã anh tha hồ tiêu xài luôn. Em không cần phải dè xén từng đồng mua sắm nữa. Có tiền không? Hay là lại thua hết? Sao lại không em? Anh tính kỹ lắm rồi. Tại lần trước anh đi sai nước cờ một chút thôi. Lần này thì không đâu. Lúc mà có tiền rồi, anh sẽ đưa bà xã anh đi được khắp nơi trên thế giới nè. Em muốn đi đâu? Em thấy đó, từ trước đến giờ anh làm cái gì cũng vì em, vì tương lai của hai chúng mình mà. Ngon lắm nè. Chị xin lỗi mà, chị không có cố ý đâu. Tại chị sợ Liễu hại em. Mình làm lành nha. Quay qua chị đút nè. Nhi, quay qua. Em hư quá rồi nha. Là con Liễu xuống nữa phải không? Không ăn thì thôi, đói thì đừng có trách.
Sao cơm còn nguyên vậy nè? Dạ Nhi không chịu ăn. Con không biết có chuyện gì không nữa. Đang định đến hỏi bác nè. Sao vậy? Hay là nó không khỏe? Cho gọi bác sĩ Hoàng đi. Dạ con nghĩ Nhi không có chuyện gì đâu bác. Không mà sao không chịu ăn? Con không dám nói đâu. Sợ anh Khiêm ảnh nói là con kiếm chuyện với vợ của ảnh nữa. Lại liên quan đến con Liễu nữa à? Cứ nói đi con. Không có sợ đứa nào hết á. Dạ. Hôm qua con thấy chị Liễu kéo Nhi vô phòng lâu lắm. Không biết nói cái gì làm gì ở trỏng. Mà từ khi bước ra hả, Nhi không nói không cười gì hết trơn á. Giờ cơm cũng không chịu ăn luôn nữa. Nó còn dám làm như vậy à? Để đó, bác sẽ không tha cho nó đâu. Dạ. Dạ ông chủ tịch tỉnh. Chào chị. Cô. Sao cô khỏe không? Dạ khỏe. Chị sao? À, có cháu Liễu đây. May quá. À, cô nhờ cháu một việc. Cô và mẹ cháu á đang bàn bạc chuẩn bị cho cái tiệc hội những người nuôi tôm nhân dịp cá tháng tư đó. À, cô định nhờ cháu phụ được không? Con bé chắc không phụ được đâu. Con dâu của tôi nó không giỏi việc nhà, chỉ sợ làm vướng thêm thôi. Chị nói sao chứ nhìn dáng dấp cháu tôi thấy cũng đảm đang lắm á. À nhưng mà không sao. À, cháu phụ cô nghĩ ra các món ăn là được rồi. Cháu là người Sài Gòn, chắc là rành các món ăn chế biến từ hải sản lắm phải không? Kỳ này là cô định đãi tiệc bằng các món đặc sản chế biến từ hải sản để phục vụ cho mọi người. Người Sài Gòn biết nấu món ăn dân dã không? Cháu Nga đây tuy không phải người Sài Gòn nhưng từng được đi nhiều nơi, kiến thức rộng lắm. Cô để cháu nó phụ giúp được không? Vậy hả? Được vậy thì tốt quá. Nhưng mà cháu làm nổi không? Dạ được mà, cháu sẽ phụ cô hết mình. À, vô chơi, vô chơi. Thôi được rồi. Em đi về, em qua gặp chị chút thôi. Rồi còn phải gặp mấy người khác nữa. Chứ nói chuyện điện thoại dài dòng lắm. À, cháu có đi chung xe về với cô không? Dạ thôi, cháu ở lại bàn việc với bác Cúc một chút. Ừ, vậy cũng được. À, sẵn đây cô cảm ơn trước nha. Thôi em về nha. Cô về nha. Dạ. Cô về nha. Chà, nhìn ngon quá. Thì Nhi không ăn, mình ăn. Chị Lai. Dạ, mợ. Mợ, cơm này con Nhi không ăn. Em thấy tiếc quá nên em mới dám ăn đó. Tôi có nói gì đâu. Tôi tính hỏi có ai đi ra ngoài cho tôi gửi nhờ bức thư. Dạ, em không biết. Phải chờ hỏi anh Cường thì mới biết. Vậy hả? Dạ. Không sao đâu. À. Dạ. Bé Nhi không ăn cơm phải không? Nhi bị làm sao vậy? Dạ em không biết. Em thấy cô Đào đem cơm vô rồi lại đem ra. Nhi bị bệnh hả? Chị làm gì vậy chị Liễu? Tôi thấy Yến Nhi không ăn cơm. Nhi bị làm sao vậy chị? Chị phải biết hơn tôi chứ. Chị nói vậy là có ý gì? Có ý gì hả? Từ khi Yến Nhi nói chuyện với chị xong, trông nó như bị thần kinh vậy. Tôi đang tự hỏi, có phải bề ngoài chị giả bộ yêu thương, còn bên trong chị dọa nạt làm cho nó sợ phải không? Chị nói cái gì vậy chị Đào? Tôi chăm sóc con bé lâu rồi, không để ai làm hại nó đâu. Chuyện của tôi, cô đi ra ngoài đi.
ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Cái gì? Ném buông ra. Có im đi không? Im. Đau. Không được làm vậy. Cô không phải bận tâm. Đi ra ngoài. Buông ra. Đau quá. Buông ra. Đau tay em ra. Đau. Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Con ơi, con làm sao? Con có làm sao không? Nó làm sao vậy? Ai làm gì nó vậy? Dạ con không biết. Con đi ngang qua, nghe tiếng AA, dòm vô thấy Liễu. Bước vô trong này thì tất cả đã như vậy rồi. Không phải cô Đào thì chắc là cô Liễu, chứ còn ai vô đây nữa? Cô dám đánh con tôi à? Quá lắm rồi. Dạ không phải đâu. Cái gì? Không cô thì còn ai vô đây nữa? Có bấy nhiêu người à? Tôi cấm rồi đúng không? Không có được xía vô cái chuyện con cái nhà tôi. Nó mà có chuyện gì á, tôi sẽ không tha cô đâu. Cô đừng tưởng là thằng Kim con tôi nó yêu chiều cô, rồi cô muốn ăn hiếp ai trong cái nhà này cũng được. Xin má nghe con nói. Đừng có kêu tôi bằng má. Chưa bao giờ tôi chấp nhận cô là dâu con trong cái nhà này. Đi ra. Con đừng sợ, con đừng sợ. Kể từ nay không ai dám đụng đến con đâu. Đi ra đi cho con bắt tôi. Con Rồi được, để mai má gặp anh hai con. Má nói cho anh hai con coi nó xử làm sao. Alo. Alo. Dạ cho tôi gặp Na. À không, gặp cô Liễu. Ai vậy? Ủa, Na hả? Anh Quốc nè. Anh Quốc hả? Sao anh biết số ở đây mà gọi vậy? Có gì đâu, thì anh hỏi chị Lành là biết liền. Em ở đó có khỏe không? Em khỏe. Em khỏe, sao giọng em lạ vậy? Em ở đó có chuyện rồi đúng không? Dạ em không sao. Em khỏe mà. Anh đừng lo cho em. Mà anh cũng đừng gọi tới đây nữa nha. Em năn nỉ anh đó. Có gì em sẽ viết thơ cho anh sau nha. Thôi khoan đã nè. Em nói chuyện với anh một chút đi. Anh đã nghe chị Lành kể hết rồi. Và anh cũng biết là em bị ép buộc. Hay là em cho anh địa chỉ đi. Anh sẽ tới đó. Alo. Alo. Na à? Ơi. Tôm có dấu hiệu khỏe lên rất nhiều. Cũng may mà anh phát hiện sớm, nếu không chắc đi hết. Nhưng mà tôi thấy á, qua vụ việc vừa rồi á, chúng ta cần phải rút kinh nghiệm. Cần phải kiểm tra một cách kỹ lưỡng hơn. Rồi mình phải ghi chép lại tất cả các hiện tượng xảy ra theo mỗi chu kỳ của tôm. Cũng may, chứ lỡ như mà dịch đốm trắng này lan lẹ lắm. Tại thời gian vừa rồi tôi bận bịu việc nhà quá nên hơi lơ là công việc. Bây giờ đang vô gần vụ thu hoạch, mình phải cẩn thận hơn nữa. Còn vụ kiện tôm Việt Nam mình bán phá giá sao rồi Kim? Phía Mỹ thì đang tiến hành điều tra, còn bên Việt Nam mình á thì đang tập trung tư liệu để chờ ngày tòa tiến hành xét xử. Như vậy là sao? Không hiểu à? Nghĩa là như vậy, với kinh doanh buôn bán và với công nhân lao động nuôi và đánh bắt thủy hải sản bên đó, cho rằng tôm Việt Nam mình và các nước khác như là Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan đã xuất khẩu hoặc là trung chuyển mặt hàng tôm vào thị trường Mỹ tăng đột biến, cho nên là thị trường tôm tiêu thụ trong nước của họ bị giảm mạnh. Với doanh nghiệp và người dân sống từ ngành tôm bị ế ẩm thất nghiệp. Mà theo quy định của WTO á, thì cho phép các nước tiến hành cái biện pháp tự vệ, cũng giống như là cấm nhập khẩu nè, hoặc là tăng thuế nhập khẩu mỗi khi mà hàng hóa trong nước của họ bị đe dọa. Như vậy là qua vụ kiện này quyết định tôm Việt Nam mình có được xuất khẩu hay không à? Đúng rồi. Thôi, đi qua thăm tôm vuông kế bên đi.
Có sao không con? Hả? Con bao nhiêu tuổi rồi? Trả lời cho cậu chủ đi con. Con 5 tuổi. Con 5 tuổi rồi. Giỏi lắm. Khi nào cậu chủ mới có con? Đúng rồi. Trong nhà có thêm đứa nhỏ chắc là vui lắm. Chắc là còn lâu lắm. À, khi nào Khiêm mới dẫn bà xã qua đây chơi? Chị Liễu vừa đẹp là vừa giỏi nữa. Anh may mắn lắm. Tôi cũng muốn ganh tị với anh nữa. Cậu chủ mà có con chắc đẹp lắm. Anh Khiêm, hình như là anh không được khỏe. Bộ ở nhà có chuyện gì hả? Anh cảm thấy tôi như vậy hả? Ừ. Tôi thấy mấy người mới đám cưới á, không có ngồi suy nghĩ giống như anh đâu. Anh biết không, tôi thấy hình như là tôi không có hiểu gì về vợ tôi hết. Tôi thấy lúc nào Liễu cũng có chuyện gì đó giấu ở trong lòng. Anh thử nghĩ coi, tự nhiên cô ấy ở nhà mình, đùng một cái á, cô ấy dời về đây ở, thì cũng cần phải có thời gian, từ từ cô ấy mới làm quen được. Với giờ lại tôi nghĩ chắc là cô ấy chưa có tin anh, cho nên không có dám tâm sự những chuyện riêng tư của mình cho anh nghe. Nhưng mà tôi có nói với vợ tôi là có chuyện gì thì em cứ nói với anh đi, anh sẵn sàng anh nghe mà. Lòng dạ phụ nữ phức tạp lắm, anh hãy bình tĩnh. Nói vậy là anh Hoàng am hiểu tâm lý phụ nữ lắm hả? Vậy là mai mốt có chuyện gì đó là tôi phải tìm anh Hoàng nhờ anh chỉ giúp tôi à? Được thôi, nhưng mà tôi thì không phải là bác sĩ tâm lý, nhưng mà nói chung thì cũng biết chút chút. Alo. Dạ. Dạ dạ con biết rồi. Dạ, bác sĩ Hoàng cũng có ở đây. Dạ rồi dạ. Rồi dạ, tụi con về liền. Dạ. Bé Nhi lại bị bệnh, phiền anh về nhà tôi gấp. Nhi sao vậy ba? Nó thở hổn hển, có vẻ như kiệt sức. Tôi nhớ tình trạng này đã qua lâu rồi, tại sao bây giờ lại tái phát như vậy? Dạ, chắc tại Yến Nhi khóc nhiều quá cho nên mới như vậy. Thật như vậy hả? Thiệt đó, Yến Nhi nó la đến xanh cả mặt, em dỗ hoài cũng không được. Đi mà hỏi cô vợ yêu quý của con á. Con Liễu, con Liễu nó làm cái gì? Liễu, ra đây ngồi đi con. Không phải tốt với nó. Tôi không nhịn nữa. Đào, cô nói hết ra đi. Ở đây không phải ngại ai. Hôm nay á, tôi muốn phải giải quyết xong mọi chuyện. Sao vậy? Sao lại im lặng? Có chuyện gì? Dạ, chị Liễu bước vô phòng tìm Nhi khi không có con ở đó. Không biết chị nói gì hay làm gì với bé Nhi mà thấy bé Nhi giận lên. Rồi đến khi con bước vô á, thì lấy đồ đạc ném vô người con. Mà trong khi con không có đá động gì hết. Đúng đúng, Nga nó cũng thấy tận mắt. Hồi nãy em có làm gì cho Nhi nhận không? Dạ em không làm gì hết. Mọi người đã hiểu lầm em. Cô không làm gì mà con tôi sợ xanh mặt mày vậy? Đào nó còn nói hôm qua cô lôi bé Nhi vô phòng của cô, để sau đó nó không ăn uống được gì hết. Tại sao vậy? Cô nói đi, cô đã làm gì con gái tôi? Dạ không phải vậy đâu ạ. Tại con sợ em Nhi buồn nên con mới nói chuyện với em cho em vui. Nói chuyện? Con tôi thì miệng nó câm, tai nó điếc. Nói chuyện cái gì? Cô á, cô còn nhéo, tai nó bầm tím. Cô đừng có giấu nữa, đúng là lưỡi không xương. Bà coi phim nhiều quá rồi bị ám ảnh. Con Liễu nó chọc giận con Nhi thì được lợi lộc gì? Ông thì biết cái gì? Ông mờ mắt rồi, ngây thơ đi tin nó hả? Cũng như là bị bùa mê thuốc lú giống cái thằng này nè. Nhân đây má nói luôn, má muốn con á xử xong cái chuyện này. Má, má.
Má muốn con ly dị cái con vợ lòng dạ độc ác đó đi. Má, cái gì? Bậy bạ. Mình là người lớn nha bà. Tôi cho nó chọn giữa má với vợ. Nếu nó chọn vợ thì tôi sẽ bỏ nhà này tôi đi. Tôi không muốn ở đây để có kẻ chà đạp lên lòng tự trọng của tôi. Kìa má. Dạ con xin lỗi. Xin lỗi. Nhi vừa tỉnh lại. Nhi nói muốn gặp anh Khiêm. Lát nữa con nói chuyện đó nha má. Và cả cô Liễu nữa. Cái gì? Muốn gặp con Liễu à? Anh có nghe lộn không? Dạ không. Dạ đúng như vậy đó bác. Nhi nói là phải tìm cho gặp bằng được Liễu. Liễu à. Dạ. Vô với em đi con. Ghét nhau, mưu hại nhau đó hả? Chắc tại bà ghét con nhỏ quá nên mọi chuyện bà trút hết lên đầu nó. Bà sai, bà sai quá. À, tôi đã hỏi Nhi rồi. Nhi nói là Nhi thích giỡn chị Liễu, nhưng mà tất cả mọi người không cho nên Nhi khóc. Thiệt không Nhi? Con nói thiệt đi, không phải sợ gì hết á. Nhưng chị Đào thích chị Liễu. Con chị Liễu đi. Em ghét chị Đào. Trời ơi, sao Nhi không chịu nói? Cứ khóc không à, làm sao mà chị biết được? Em có muốn chị Liễu đến đây chơi thường xuyên với em không? Em muốn chị Liễu đến đây ngủ với em. Không được đâu. Chị Liễu đến đây ngủ với em thì anh sẽ phải ngủ một mình. Anh sẽ buồn lắm đó. Chị Liễu sẽ đến đây ngủ với anh. Em muốn chị Liễu đến đây chơi thường xuyên với em được không anh? Đồng ý. Là bà chủ bị bẻ mặt. Nhưng bẻ mặt hơn là cô y tá kìa. Ai cũng thấy cổ cố tình du quan cho mợ. Lần này thì chắc phải ngậm miệng lâu đây. Một cũng mợ, hai cũng mợ. Tao thấy mà nịnh quá rồi đó. Biết đâu cô chủ đe dọa cô Nhi thì sao? Rồi, cô Nhi sợ quá. Bộ yêu mến thì sao? Đúng rồi đó. Bây giờ thấy mợ là trung tâm trong nhà tính nịnh hả? Mày coi chừng mố bà chủ đuổi mày ra khỏi nhà. Em không có nịnh ai hết. Em thấy sao thì nói vậy. Chị mà thấy thì chị cũng nghĩ như em thôi. Mợ không có ác độc như mọi người nói đâu. Mà ác độc là người khác kìa. Mẹ. Ủa sao sáng nay dậy sớm vậy con? Dạ con thấy chán chán nên qua nói chuyện với mẹ cho vui. Mẹ tắm chứ mẹ? Thì cũng định đi tắm đi. Có chuyện gì cần thì cứ nói. Nhưng mà chuyện tiền thì khỏi, không có đâu. Mẹ lúc nào cũng tiền, tiền, tiền. Con nói là chỉ qua nói chuyện với mẹ cho vui thôi mà. Thôi mẹ đi tắm đi mẹ. Không, không. Cái chìa khóa là phải ở bên mình mới yên tâm được. Phải sợ con này. Đóng cửa lại con.
chắc con nhìn lầm à. Mẹ, mẹ, ngoài kia kìa mẹ, con thấy nó chạy ra đằng sau vườn nhà mình đó mẹ. Đâu? Đó đó, ngoài kia kìa, đó mẹ thấy không mẹ, đó. Ai đó? Ai trong đó? Ra lẹ, không tôi kêu cảnh sát bây giờ đó. Đừng, đừng báo cảnh sát con nè bà chủ, con lành nè bà chủ. Trời ơi con quỷ, mày làm gì nấp trong đó vậy? Dạ con lấy cái móc áo rớt ở trong này nè. Có thấy ai chạy ngang đây không? Có thấy thằng ăn trộm nào không? Ăn trộm hả bà chủ? Con đâu thấy ai đâu. Bộ mày bị quán gà hả? Ăn trộm vô nhà mà cũng không biết nữa. Trời ơi bây giờ không biết nó chạy đi đâu rồi nữa. Chị Liễu ơi, nhà cửa mình trống trơn à, có mỗi có cái ghế à. Ăn trộm nó mà vô nó thấy nó cũng bỏ về luôn rồi. Đúng rồi đó, chắc là con thần kinh rồi. Nóng nực quá, để tao đi tắm đi. Mẹ khoan đã. Gì? Gì nữa? Tao đã nói là nóng quá, muốn gì lên phòng nói chuyện. Không biết cái con mẹ này còn giấu gì nữa không đây. Gì nữa? Ờ, hồi nãy nhớ mẹ, cô Huyền có gọi điện thoại cho mẹ đó. Cô nói là mẹ gọi điện thoại cho cổ á. Cô Huyền á hả? Dạ. Hàng phải xài thử rồi được, có trả tiền chứ. Có cái gì mà cô Huyền gọi điện gấp nữa. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Làm gì mà biểu mẹ phải gọi điện gấp? Gì kỳ cục vậy? Mà con thiệt á, sáng giờ làm gì chừng đầu chừng đuôi mẹ hoài vậy? Mày lạ ghê con nhỏ. Trong phòng có cái gì lạ? Hú hồn. Trời ơi mẹ nói thiệt nha, mẹ không có sợ ăn trộm ngoài đường, mà mẹ sợ là mẹ sợ ăn trộm ở trong nhà. Cái thằng ôn dịch ở đâu rồi? Sao sáng giờ không thấy? Con cũng không biết nữa. Ủa mà mẹ nghi ảnh sao? Tao không tin đó. Nhưng mà không nghĩ tới cái chuyện hồi xưa nó chiều chuộng, nó thương con đi kiếm tiền về nuôi con á, còn lâu mới cho nó ở trong cái nhà này á. Mẹ cứ vậy không à, con người thì cũng có lúc tốt lúc xấu chứ mẹ. Tao đã binh á, mở miệng rất anh vũ anh vũ. Mệt quá, tao đi tắm à. Vũ qua đây, lẹ lên lẹ lên, mẹ đi tắm rồi, lẹ lên lẹ lẹ lên. Tối nay gặp nhau chỗ cũ nha ha, em đợi anh trong sảnh khách sạn nha ha. Cho được dáng hay chưa? Mỗi đứa một nửa đó, không có được trở mặt á. Ừ, biết rồi. Sao họ cứ thập thập thò thò hoài vậy ta? Chắc là sắp có chuyện vui rồi đây.